trà bông này ngon lắm, ăn thử đi. Yeah, còn bánh tôm và dục cốt trà đi, chắc chắn không phải mua ở Hồng Kông. Tình Tình đi Singapore mua về đó, giờ tôi đem tới cho mọi người ăn. Ngon lắm. Minh Chú, chú ăn hết hả? Tôi thà ăn cho mau hết, mất công sếp Di nhìn thấy sẽ đau lòng lắm đó. Nói gì thì nói, tại sao sếp Di và Tinh Tinh kia không lại chia tay vậy? Hôm đó sếp Di còn định đi cầu hôn mà. Cả Queen Man cũng hỏi tại sao nữa. Vụ án này là vụ án bí ẩn đó. Nói tóm lại là Tinh Tinh có kẻ thứ ba. Sao lại không phải? Nếu không có kẻ thứ ba, tại sao còn hôn lãng mạn như vậy mà cũng từ chối? Nè 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 nè, đang ăn, đừng có nói chuyện có được không? À, đừng nói chuyện. Nè sếp Di. À, sếp Di. À, sếp Di à, bánh này ngon thiệt nha. Sếp Di à, Tinh Tinh ở Singapore mua mấy thứ này về cho mọi người ăn. Thực ra chủ yếu là muốn đem về cho sếp ăn đó. Đặc sản Singapore ăn rất ngon. Tất cả mọi người đều có lộc ăn. Giúp tôi cảm ơn cổ. Ăn xong rồi vào hộp. Yes sir. Nè, đem cất đi, vô hộp kia. Dẹp vô đã. Vụ án của Quan Địch An có tiến triển gì không? Theo địa chỉ, Quan Địch An đã đăng ký ở hội súng. Chúng tôi tìm được căn hộ mà anh thuê ở đường La Tiện Thần. Chủ nhà nói vào khoảng tháng 7 năm 2000 anh thuê căn nhà này. Nhưng vào khoảng tháng 8 năm 2002 thì anh trả lại nhà. Lý do là phải rời khỏi Hồng Kông. Chúng tôi điều tra công ty kiểm toán nơi cậu ấy làm. Cậu ấy nghỉ việc vào tháng 7 năm 2002. Các đồng nghiệp nói cậu ấy qua pháp định cư. Còn pháp y lại khẳng định Quan Địch An chết đã 5 năm, tức là năm 2002. Thời gian tử vong thì không khẳng định. Nhưng kết quả giám định áo mà Quan Địch An mặc là chất liệu mùa hè. Tháng 8 đã trả nhà. Theo thời tiết của Hồng Kông, tháng 11 mới bắt đầu lạnh. Cho nên tôi nghi ngờ thời gian tử vong của Quan Địch An có lẽ là từ tháng 8 đến tháng 11. Nè, nếu tháng 8 đã trả nhà, vậy tháng 9 đến tháng 11 anh ở đâu? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sếp gì? Bên hội súng gọi điện tới, có tiến triển mới. Lần trước sau khi bé sếp về, tôi lục lại hồ sơ cũ lần nữa. Tôi khẳng định lần cuối Toby đến hội súng chính là ngày 18 tháng 9 năm 2002. Theo anh biết, anh có xảy ra tranh chấp với ai hay không vậy? Có lẽ không có. Tôi đã hỏi tất cả đồng nghiệp, họ đều nói là không biết xảy ra chuyện gì. Với lại con người của Toby rất dễ gần gũi, rất thân với các hội viên. Vậy lần cuối mà anh liên lạc với ảnh là vào lúc nào? Là tháng 10 năm 2002. Chúng tôi đã gửi hai hóa đơn cho ảnh để bị gửi trả về. Còn tài liệu nào khác không? Có. Chúng tôi tìm được mấy cuốn báo tuần cũ. Xem coi có giúp được gì không. Mấy người này cũng là hội viên của hội súng hả? Người này... Anh Nguyên. Nè đại cường, qua đây. Nè, đây chính là đại cường hội viên hội súng chúng tôi. À phải đại cường à. À. Mấy sếp này có chuyện muốn hỏi anh đó. Tôi và Toby quen từ lúc chơi súng. Mỗi lần gặp nhau cũng chơi súng, đến nói chuyện riêng tư lắm. Nhưng trong mấy tấm hình này, mọi người đâu phải đang chơi súng. À, hôm đó chúng tôi hẹn nhau cùng chơi súng, sau đó tới căn nhà này nướng đồ ăn. Nhà này của ảnh hả? Cái này thì tôi không biết, nhưng lúc bấy giờ ảnh đang ở đó. Anh có biết căn nhà này ở đâu không? Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đến tìm anh Trang Văn Hy. Anh Trang hả? Anh Trang, ảnh đang bận họp. Lần trước tôi đọc tạp chí, thấy bên Bắc Kinh có một khu vườn chó rất đẹp. Tôi cũng muốn đưa ba đến đó. Xem ra là cô muốn đi nhiều hơn. Anh Trang à, mấy sếp này nói là muốn gặp anh. Anh Trang, về vụ án Quan Địch An bị mưu sát, tôi còn vấn đề muốn hỏi anh. Không biết có thể nói vài lời không? Vụ án mưu sát? Được, mời vào phòng thôi. Yên tâm không sao, bên này đây. Chú Quả, yên tâm đi, không sao đâu. Mấy sếp ngồi đi. Sếp Quả, sao lại trùng hợp vậy? Cũng là đặc sản của Singapore, giống hệt thứ sếp ban tới. Có phải anh đi chung với Tinh Tinh không? Tôi giúp được gì cho mấy sếp? À, là vậy, có một số tài liệu muốn anh bổ sung thêm. Chúng tôi muốn biết anh và Quan Địch An thân đến mức độ nào. Lần trước tôi đã nói với mấy sếp là bạn bình thường thôi. Bạn bình thường mà lại đem căn nhà cho anh ở sao? Tôi không hiểu sếp muốn nói cái gì. Vào khoảng tháng 8 đến tháng 10 năm 2002, anh ở một trong các căn hộ đường Lạc Đào, công lộ Thanh Sơn. Theo sở nhà đất cho biết, anh chính là chủ hộ của căn đó. Nếu như anh nói anh và Toby chỉ là bạn bình thường, tại sao lại giao căn nhà cho anh ở? Căn nhà đó để tôi tiện sử dụng khi ra biển. Nhưng lúc bà con bạn bè tới Hồng Kông, tôi cũng hay cho họ tới ở. Tôi nhớ có một lần Toby nói với tôi là ảnh sắp rời khỏi Hồng Kông, cần nhà ở một thời gian. Tôi thấy không có gì nên cho ảnh tới ở. Tại sao lần trước anh không nói? Chuyện nhỏ như vậy sao tôi lại nhớ chứ? Hơn nữa Toby chỉ ở có một thời gian thôi, sau đó anh trả chìa khóa cho tôi. Đâu có gì đặc biệt, không nhớ cũng đâu có gì lạ. Thôi được, tôi muốn đến căn nhà đó quan sát, không biết có tiện không? Không thành vấn đề, tôi đưa mấy sếp đi.
Đừng nóng nảy quá. Nè, đây là gara. Bên đó là khu vườn. Mấy sếp cứ coi đi. Sếp gì à? Chúng ta không có lệnh khám xét. Chủ nhà không để tâm là được rồi. Anh và tướng quần áo lục xét mọi nơi. BT theo tôi. Yes sir. Phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ ở trên. Tôi đi coi đi. Nhà ở đây cũng mới và sạch sẽ quá hả? Phải đó, khi ra biển tôi mới tới. Thường ngày ít tới lắm. Một hạt bụi cũng không có. Không giống là không có ai tới. Tôi có mướn người làm tài vụ mà, tôi thích sạch sẽ. Chà, sếp gì? Cây đèn này là tác phẩm của Thomas Lane, nhà thiết kế nổi tiếng đó. Đẹp quá. Coi ra anh không chỉ thích sạch sẽ mà còn thích sửa sang nữa. Gần đây anh có sửa sang lại căn nhà hả? Sếp nói không sai. Tôi thích cảm giác mới mẻ. Mấy năm nay tôi sửa sang lại 2 lần. Sếp gì? Tôi lục xét camera dần dần qua không phát hiện gì. Sếp quả đang quan sát hoàn cảnh bên ngoài. Sếp gì? Kiểm tra trên gác rồi, không có gì. Ok, chúng ta thu đồ. Cảm ơn anh đã hợp tác. Nếu có gì cần thiết chúng tôi sẽ cho mời anh. Được, tôi cũng muốn sếp bảo phá án. Yên tâm đi, chúng tôi nhất định bắt được kẻ phạm tội ra trước vành móng ngựa. Tôi đi đây. Có nhìn thấy gì không? Không có gì. Nhất định là anh ta đang che giấu điều gì đó. Sao cũng được, thu đồ. Cái gì? Trà sữa đá, cà phê đá hả? Trà sữa đá, cà phê đá. Không phải, mua nóng hả? À, trà sữa nóng, cà phê nóng. Thật ra là muốn cái gì? Trà sữa nóng, cà phê nóng, cảm ơn. Trà sữa nóng, cà phê nóng không đổi nữa chứ? Không đổi. Nè, người kế tiếp, mua gì? Phải lên, mua lên. Chị kêu à? Sao ông chương trình nóng nảy quá vậy? Thu đua ngựa hả? Chị Lan Thu Ngân đột nhiên nghỉ làm, lại chưa mướn được người. Bắt ông đích thân ngồi đó tính tiền. Ngồi riết đau lưng luôn. Ông không nóng nảy sao được chứ? Cảm ơn. Ý, đúng luôn vậy. Trà sữa nóng của sếp nè. Quả nhiên tôi đoán không sai. Sau khi Quan Địch An dọn đi thì Trang Văn Hy cho tôi sửa lại căn nhà. Nè, tôi thấy sếp điều tra Trang Văn Hy hơi khắc khe đó. Thật sự anh ta rất đáng nghi. Đừng trách tôi nói sếp. Sếp đang có thành kiến với Trang Văn Hy đó. Sếp đặt tình cảm riêng tư vào trong đó mà không hay. Khách quan một chút đi. Anh nói đi đâu vậy? Tôi tuyệt đối công tư phân minh. Tôi thật không hiểu sếp gì. Sao lại nhất quyết chống đối Trang Văn Hy? Phải đó, nhìn sao Trang Văn Hy cũng đâu giống hung thủ. Tên hung thủ là nhờ điều tra ra chứ không phải nhìn ra. Sếp gì? Tôi hiểu mọi người đã mệt rồi. Sở dĩ tôi nghi ngờ Trang Văn Hy là vì phần lớn các vụ án mưu sát đều do người quen làm. Tôi nghi ngờ anh ta là chuyện bình thường. Hơn nữa bên ngoài anh ta thật sự rất đáng nghi đó. Ý sếp là anh ta quên đã từng cho Quan Địch An mở căn nhà. Chuyện đã mấy năm, Quan Địch An ở cũng không lâu, không nhớ cũng đâu có gì lạ. Ok, điều chú nói tôi cũng chấp nhận. Nhưng có điều rất kỳ lạ. Sếp gì? Có phải sếp nói chuyện của anh ta sửa lại căn nhà không? Tôi đã tìm người thợ sửa nhà cho anh ta vào 5 năm trước. Ông nói với tôi là khoảng cuối tháng 10 mới nhờ ông sửa lại lần nữa. Cuối tháng 10? Vậy tức là sau khi Quan Địch An chết. Người thợ đó nói lúc đó căn nhà cũng còn rất mới. Nhưng Trang Văn Hy vẫn quyết định sửa lại hết căn nhà. Thậm chí sàn nhà cũng lót lại hết. Mọi người nói đi, anh ta làm vậy không phải muốn xóa hết dấu vết sao? Cách nghĩ của tôi thì không phải vậy. Trước tiên chúng ta không biết hiện trường thứ nhất của vụ án là ở đâu. Đồng thời cũng không thể xác định căn nhà này chính là hiện trường vụ án. Vậy làm sao khẳng định Trang Văn Hy sửa chữa căn nhà là muốn hủy diệt chứng cứ? Với lại mấy người nhà giàu có tiền không biết xài vào đâu. Muốn làm cho mới mẻ nên sửa căn nhà cũng đâu có gì lạ. Còn nữa, bên cạnh Quan Đình An còn những đồng nghiệp trong công ty và bạn bè trong hội súng, cùng một số nhân sự khác mà chúng ta chưa biết. Tôi cảm thấy chúng ta nên bắt tay vào những mặt này, điều tra lần nữa mới có thể kết luận được. Ok, tôi không loại trừ những khả năng này. Nếu vậy chúng ta sẽ cử người điều tra mối quan hệ nhân sự ở bên cạnh ảnh. Nhưng mà không được buông lơi việc điều tra đối với Trang Văn Hy, vì tôi cảm thấy vụ án lần này có quan hệ trực tiếp với anh ta. Được rồi, quan trọng là phải tìm nguồn tin khắp nơi. Mọi người phải bình tĩnh phân tích, không được có thành kiến đó. Mọi người đừng nói lung tung. Mọi người hãy động não suy nghĩ coi. Con người của anh Hy rất tốt, ảnh rất tốt bụng, lại có phong độ của một người đàn ông, sao lại giết người được chứ? Người nào người nấy là nói chuyện khỏi làm việc sao? Trang. Tinh Tinh, cô quản lý người kiểu gì vậy? Em Trô à,
Em đi lấy tài liệu khoản dự tính cho anh. À, anh Hy à, phải rồi, vì ý niệm đi du lịch của bà Bảo Long, tôi đã vẽ mấy bản thảo này, anh có thể lấy tham khảo. Có phải cô có chuyện muốn hỏi tôi không? À... tôi đưa cô đến chỗ này. Cảm ứng tự nhiên hả? Phải đó. Chà, hay quá ha. Sao anh lại đưa tôi đến chỗ này? Tôi nghĩ bây giờ trong công ty ai cũng biết cảnh sát tới tìm tôi, cũng có rất nhiều suy đoán. Tôi muốn biết cô nghĩ thế nào. Cảnh sát đến hỏi chuyện cũng bình thường thôi mà. Cô không nghi ngờ tôi à? Đừng khờ quá, tại người ta tò mò nên mới hỏi lung tung thôi. Nếu người nào cũng giống như cô thì sẽ không có nhiều thị phi. Đi theo tôi. Ừ. Nè. Chà, nhà này đẹp quá ha. À, còn có nhà bếp kiểu mở nữa. Chà, có thể nhìn được cảnh biển. Ý, còn có cây đèn kiểu mới nhất nữa chứ. Nếu tôi được ở đây chắc sẽ mừng chết luôn đó. Phải, ở đây thật sự rất vui. Lúc trước anh từng sống ở đây hả? Có chuyện này tôi cũng muốn giấu cô. Tôi muốn kể chuyện trước đây của tôi cho cô nghe. Ờ. Trước đây tôi cũng từng dẫn các bạn gái tới đây chơi, nhưng không biết tại sao tôi và mấy cổ quen không được quá nửa năm. Có lẽ tôi kén chọn, luôn cảm thấy không hợp nhau, giống như không có cảm giác đó. Cho đến khi tôi gặp được An, tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi gặp An là ở trong hội súng. Không hiểu sao, tại sao tôi và An lần đầu gặp nhau thì có vẻ rất thân thiết, dường như chúng tôi quen nhau đã lâu. Rất nhiều thứ tôi không cần nói ra miệng thì An biết tôi muốn sao. Tôi chưa bao giờ có cảm giác rất dễ chịu và gần gũi với một người như vậy. Mấy cô bạn gái trước đây đều vô thủy cho tôi. Kết cục thì tôi và An tiến tới. Tôi không bao giờ nghĩ là xảy ra chuyện này, nhưng tất cả đều đến rất tự nhiên. Tôi và An ở bên nhau là những ngày vui nhất, nhưng ngày tháng vui vẻ duy trì không được bao lâu. Bởi vì tôi biết gia đình tôi không thể chấp nhận mối quan hệ như vậy, cho nên quan hệ của chúng tôi chẳng những không thể công khai, mà muốn đi chơi với người bình thường cũng không được. Chỉ có thể yêu thầm lặng khi An cảm thấy không vui. An yêu cầu tôi cùng ảnh rời khỏi Hồng Kông, đi qua Pháp sống, sống một cuộc sống tự do thoải mái. Nhưng mà thật sự tôi không thể dứt bỏ sự nghiệp vừa mới khởi bước. Chính vì vậy chúng tôi đã thường xuyên cãi nhau. Ảnh là người rất nhạy cảm và cũng rất yếu đuối. Vì quan hệ của chúng tôi trở nên căng thẳng nên ảnh bắt đầu sống buông thả, uống thuốc lắc, làm dao. Biết ảnh làm như vậy là muốn ép buộc tôi. Ảnh càng như vậy thì tôi và ảnh cãi nhau càng dữ dội. Nhiều lần ảnh tự tử ép tôi cùng ảnh rời khỏi Hồng Kông. Chúng ta cùng qua Pháp đi. Đi, đi mua vé máy bay đi. Tôi không thể nói đi là đi. Anh có thể nghĩ cho tôi có được không? Vậy ai nghĩ cho tôi? Anh có nghĩ cho tôi không? Thật tình tôi không chịu được nổi, tôi quyết định chia tay anh. Anh làm cái gì vậy? Tại sao lại tự tử? Rốt cuộc anh chịu về rồi sao? Tại sao anh lại làm chuyện dại dột như vậy? Anh muốn sao đây? Đâu có ai quan tâm đến tôi. Mắc mới gì tới anh? Đừng bướng bỉnh như vậy nữa mà. Đủ rồi. Tôi rất nhiều bạn, anh không cần quan tâm. Gary, Gary đối xử với tôi rất tốt. Anh nói là bất chấp tất cả để cùng tôi qua Pháp. Anh sợ người ta biết chuyện của chúng ta, vậy thì thôi đi. Cho nên anh ra ngoài kết bạn, quan hệ bừa bãi, uống rượu thuốc lắc. Tôi không thể nhìn được nữa. Được, chúng ta thôi đi. Hôm đó chúng tôi cãi nhau rất dữ dội. Sau khi cãi xong thì anh bỏ đi. Tiếp sau đó tôi không còn gặp ảnh nữa. Vì sao? Anh gửi chìa khóa trả lại cho tôi. Tôi tưởng là anh đã qua Pháp
Nhưng thật không ngờ là anh đã chết. Nhưng anh chính là Toby hả? Bây giờ cô biết tôi là người như thế nào. Cô phải thức định gì? Có phải cô không thể chết được? Rất khó khiến cho người ta chấp nhận. Nhưng mà cô là người bạn thân nhất của tôi không muốn giấu cô. Tôi muốn đem hết những chuyện của mình nói ra cho cô. Nói ra hết rồi, trong lòng tôi sẽ cảm thấy dễ chịu. Chuyện này chị ba của tôi là người trước bảo tôi được cộng sĩ diện. Tôi và Toby không công khai. Chính chị ba tôi. Nếu như ba tôi biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào, tôi còn không dám tưởng tượng. Tôi có thể hứa với tôi không nói cho ai biết. Tôi hứa, tôi sẽ không nói với ai. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và ba anh. Nó rất quan trọng, tôi sẽ không nói với người nào đâu. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh giữ cái bí mật. Vào đi. Ba tìm con à? Con coi, tại sao tạp chí này lại đăng bài về nó? Nó từng ở nhà con mà họ cũng biết. Thật ra con và nó có quan hệ gì? Ba, con và anh thật ra chỉ là bạn bình thường. Anh Trang, số kiểu này tạp chí đăng bài của Quang Đình An ra. Con giết anh và Quang Đình An ở cùng một hội súng. Đi đi. À, xin lỗi. Cuốn tạp chí này còn viết cảnh sát đến tìm con là vì con có khả nghi. Thật là quá đáng đăng tin bậy bạ. Cho nên ba mời luật sư Thành đến đây trao đổi. Con có thể thưa họ phỉ báng hay không? Ba, mấy tin nhậm nhí này không có ai tin đâu. Qua vài ngày thì sẽ không còn ai nhớ nữa. Ba đã bị cười nhạo mấy ngày nay rồi. Ra đường thì bị chỉ chỏ đàm tiếu, chịu làm sao nổi chứ. Ba nhất định phải kiện họ. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng được, ba phải kiện cho họ sợ luôn. Còn phải cho tất cả báo đài tạp chí biết. Nói xấu nhà họ Trang với nửa lời sẽ có hậu quả gì? Ông Trang, cho phép tôi góp chút ý kiến chuyên nghiệp. Kiện cuốn tạp chí này không phải không được, nhưng mà ông để ý nội dung của nó. Trong những hàng chữ của nó không có trực tiếp đưa ra bất cứ sự phỉ báng hay chỉ trích gì, mà rất khéo léo dẫn dắt độc giả đưa ra những liên tưởng không hay. Theo kinh nghiệm của tôi, khó mà buộc tội được. Cho dù thắng kiện thì vụ kiện này cũng kéo dài tới mấy năm. Ba, luật sư Thành nói rất đúng. Tạp chí này chỉ sợ không có bài viết. Ba kiện họ, họ càng vui. Tạo cơ hội cho họ viết lung tung. Ba, ba nghe con nói, hãy bỏ đi. Một thời gian sau sẽ không ai nhớ nữa đâu. Được rồi. Nhưng mà nếu còn quá đáng hơn nữa thì ba nhất định sẽ thưa họ. Ba cho con biết, đa số người đều hiếp miệng sợ chữ. Tôi đã nói rồi, sao nói hoài anh cũng không hiểu vậy? Tôi đi về đây. Đừng có đi mà. Làm gì vậy? Em không thích anh, sao đi chơi với anh vậy? Bạn bè không đi chơi được sao? Anh không để cho em đi đâu. Anh bỏ tay ra, nếu không tôi la lên đó. Đau quá. Nè anh, tôi khuyên anh lập tức bỏ tay ra. Nếu không anh đã vi phạm luật hình sự Hồng Kông điều 122 chương 200. Tôi hành vi thấp hèn cũng tức là sàm sỡ đó. Anh là cảnh sát hả? Tôi không phải, tôi là luật sư quen rất nhiều cảnh sát. Bye bye. Cảm ơn nha luật sư Thành. Không có gì, ngồi đi. Sao hả? Đá hoài cũng không đi à? Gì chứ, em và anh đâu có gì đâu. Chỉ tại anh suy nghĩ quá nhiều thôi. À phải, sao trùng hợp anh cũng ở đây vậy? Một mình uống rượu buồn. Thôi không được, lát nữa anh phải đưa em về nhà. Bất công chẳng góc đó lại đứng dưới nhà đợi em. Ha, làm luật sư quả là rất thông minh. Không cần phải nịnh bợ. Tối rồi em không về nhà, chị hai em không la sao? Ý, hình như có người muốn hỏi chị hai em mấy giờ về nhà. Thực sự không biết ai thông minh hơn. Chị hai này khó hiểu thiệt đó. Con người anh vừa giỏi vừa chu đáo, tại sao không chọn anh? Có lẽ cô đã chọn được người tốt hơn thì sao? Anh định nói là anh Long hả? Hai người rất xứng đôi. Họ cặp bồ với nhau rồi.
Câu này quả thật là câu khó nói. Chị hai không có nói là hai người yêu nhau, nhưng mà em thấy họ có vẻ rất thân, thường xuyên rủ nhau tập võ, đánh tennis. Tóm lại, đi đâu cũng đi chung. Cảm ơn anh, bye bye. Bye bye. Thúy, chị hai. Tại sao anh Kim lại đưa em về? Tình cờ anh gặp Thúy nên đưa về nhà luôn. Không để tâm chứ? Không có đâu, cảm ơn anh thì có. Không có gì. Cảm ơn anh Kim. Em lên nhà nha. Anh Kim là đối tượng rất tốt, đừng nói là em không tạo cơ hội cho chị đó. Đi đi, nhiều chuyện. Em của em là một cô gái rất vui tính. Lẽ nào mấy đứa trẻ con như vậy anh cũng thích, không giống tính cách của anh. Nhưng mà giống em thì anh thích. Anh thử đụng tới nó coi. Đừng dữ quá, anh nói chơi thôi mà. Ý của anh muốn nói, nếu ở ngoài đường anh gặp ba má của em, anh cũng sẽ đưa hai bác về nhà. Nhưng mà vậy, nếu gặp em và sếp Di, anh nghĩ là chuyện khác. Tối ngày anh cứ lặp lại mấy chuyện không đâu, anh không thấy chán sao? Không chán, sếp Di có xe đâu cần anh đưa em về. Đi. Em đi đâu, anh đưa em đi. Tôi nghĩ là không thích hợp, tôi đến nhà sếp Di. Vậy xin lỗi nha, anh không thể chở em được, bye bye. Sao giờ này mới chịu mở cửa? Mua nhiều đồ quá vậy. Nè BT cho leo cây, nó là không tới được. Vậy chúng ta uống hết đi. Anh sợ uống không hết hả? Có chút lửa ha. Trời ơi, anh làm ơn kiếm người dọn dẹp nhà đi, giống như cái ổ chó vậy. Được, có người phi nào giới thiệu không? Cũng anh kêu tôi giới thiệu người phi cho anh. Tôi rất sợ anh kêu tôi giới thiệu bạn gái cho anh. Có, cũng là do tôi giới thiệu cho cô trước. Suốt ngày cô đeo theo tôi, làm mấy cô gái không dám đến gần tôi. Anh tưởng tôi đeo theo anh hoài là tốt sao? Vì anh mà tôi bị người ta vu oan đó. Tử Khiêm hiểu lầm tôi và cô có gì phải không? Đàn ông mấy anh phiền thật. Vừa đa nghi vừa nhỏ mọn, còn thích vu oan người ta. Nói sao cũng không chịu hiểu. Tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi và anh chia tay làm gì tôi và anh không hợp. Tôi ghét cái tính ích kỷ của anh. Hao hơi quá. Bỏ đi, phụ nữ mấy cô cũng vậy thôi. Hay suy nghĩ lung tung. Tinh Tinh cũng tưởng tôi và cô có gì. Người này cũng vậy, người kia cũng vậy. Thì không hiểu nổi. Nhưng mà nói gì thì nói, ai cũng đều nói chúng ta như vậy. Theo cô chúng ta có phải nên kiểm điểm lại không? Tôi cần gì phải kiểm điểm? Người cần phải kiểm điểm là anh đó. Mắc mớ gì tới tôi? Anh có coi tôi là phụ nữ sao? Cô có coi tôi là đàn ông sao? Dĩ nhiên là có. Mấy chuyện khiêng vác nặng nhọc tôi nhất định giao cho anh. Nhưng tôi và cô hay ôm đầu ôm cổ, người ta không biết, tưởng là cô muốn dê tôi đó. Cô có biết không? Tôi muốn dê anh. Tôi thiệt thòi với anh thì có. Mỗi lần anh uống say đi tiểu không chịu đóng cửa. Cô tưởng cô tốt lắm sao? Lúc nào cũng thô lỗ, cọc cằn hay nói tục, mân ngón chân cái này cái nọ. Tôi mân ngón chân hồi nào? Tại cô không nói thôi. Tục trước mặt anh làm gì? Anh sẽ không nhìn tôi như quái vật. Bạn bè là phải như vậy chứ phải không? Chủ yếu là vui. Không lẽ suốt ngày cứ đề phòng nhau, vậy sao gọi là bạn được? Hỏi thật nha, bây giờ tôi và anh có quan hệ gì? Tôi biết. Là gì? Dạng của tôi và cô thật ra là là người nhà đó. Ai thèm làm người nhà của anh? Một không vô rồi. Mới đá có một phút mấy thì vô rồi. Đã nói đội cô ủng hộ không hay mà. Cảm ơn nghe. Một không rồi. Ra có chân, để tôi lượm cho. Không hiểu tại sao mấy ngày nay da của tôi nhức quá. Vừa rồi lấy đồ tay phải không có sức nên làm bể cái chén thôi. Vậy bị đau thì đừng có nấu cơm, ra ngoài nghỉ đi. Vậy bữa cơm để con nấu cho, bé Bân phụ chị ha. Dạ được. Chúng ta rửa rau đi. Cậu nghĩ đi. Vậy làm vậy không được đâu. Để tôi giúp cho.
Sao, có phải đau lắm không? À, không phải, rất dễ chịu. Anh cũng khéo tay lắm. Tất nhiên rồi, khi tôi còn luyện võ ở Thiếu Lâm hay bị trật lắm, các sư huynh đệ ai cũng dùng cách này để mà xoa bóp, rất là hiệu nghiệm. Nếu có thêm chai thuốc đặc trị, bảo đảm gia chị sẽ hết đau liền. Vậy anh không may mắn rồi. Lần sau da tôi bị đau nữa tôi sẽ tìm anh. Còn lần sau nữa hả? Tôi nghĩ phải học nối khớp mới được đó. Sao vậy? Da của chị đang bị đau, chị còn làm việc giao thư nữa không có được đâu. Cái túi còn nặng hơn thân hình của chị, cả ngày chị đeo cái túi đi khắp nơi, không bị trật khớp mới là lạ đó. Vậy tôi không học nối khớp làm sao được chứ? Vậy đâu còn cách nào, kiếm sống rất khó khăn, có công việc giao thư là tốt lắm rồi. Phải rồi, tôi có việc này giới thiệu cho chị làm, chỉ cần còn một chỗ, không ngừng thu tiền, bảo đảm vai của chị sẽ không bị trật khớp nữa. Trời ơi, không biết đâu rồi. Này chị Kiều, chị làm cái gì vậy? Trời ơi, tôi bị mất chiếc nhẫn hột xoàn rồi, rõ ràng hồi nãy còn đeo trên tay tôi mà. Sự bất cẩn quá vậy chứ. Trời, chị Kiều, chị làm rớt chiếc nhẫn trong ly nè. Cảm ơn. Chắc chị ốm đi nên hồi nãy rửa ly bị tuột ra đó. Nè chị Kiều à, chị làm ơn giữ kỹ một chút, lỡ như anh Tinh không nhìn thấy rót trà vào cho người ta uống, lúc đó thì chị gây thêm nhiều phiền phức cho tôi thì sao? Thì bất quá tôi không đeo, nhưng mà cất trong người cũng có thể bị rớt. Không được, ý cất vô hộp tủ đi, ít ra chỗ đó luôn có người ngồi, giống như có người giữ giùm cho mình vậy. Được, quyết định vậy đi. Chào ông chủ. À, sếp quả. À, chị này là chị Nét có phải không? Thật ra tôi tên Janet, anh gọi tôi là Ngọc cũng được. Cũng vậy thôi. Sếp quả đã nói các điều kiện với chị chưa? Dạ rồi. Thật ra làm việc ở đây rất đơn giản. Lúc tôi không có ở đây thì chị ngồi thu tiền, lúc có tôi ở đây thì chị ra ngoài phụ. Thí gì thì cứ làm, không được tính toán. Ý, quan trọng là chị phải nhớ hết bản giá. Nhưng đây cũng là chuyện đơn giản thôi, làm cho ban ngày thì chị sẽ thuộc hết mà. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng làm. Cảm ơn nha ông chủ Trịnh. Hey, nè, đừng có cảm ơn tôi, cảm ơn sếp quả đi. Thật ra tôi mướn thu ngân không quen, tôi không có mướn đâu. Nhưng mà thấy chị là người cùng nhà với sếp quả, tôi tin tưởng sếp quả. Nè, vậy là tốt rồi, giúp người ta cũng là giúp được mình mà. Có chị ở đây làm việc, sau này chúng tôi không cần phải xếp hàng dài dài nữa. Bây giờ chị có thể làm việc được rồi chứ? Dạ, dạ được. Nè, để tôi giới thiệu đồng nghiệp cho chị quen ha. Dạ. Tôi lên trên làm việc nha, chị ở đây cẩn thận một chút. Ông chủ Trịnh, giao cho ông đó. Hey, đừng có khách sáo, nè qua đây qua đây. Nè Lulu. Hả? Không phải là cô đã gọi thức ăn rồi sao? Đã kêu rồi. Buồn quá nè. Bộ ăn trễ một chút chết hay sao? Tôi buồn chết luôn. Quả Tân, có phải mấy anh gọi đồ ăn không? À, có rồi hả? Nè, đồ ăn nè, đồ ăn nè. Đưa cho tôi. Ủa cô Ngọc, đi giao thức ăn sao? À, là vậy, tôi giới thiệu chị Ngọc, làm thu ngân cho ông chủ Trịnh. Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm đó. Dạ phải. Vậy sao? Tốt quá, có người quen làm ở căng tin, sau này kêu thức ăn cũng được cho thêm nữa, phải không? Không thành vấn đề, tôi mời mọi người uống nước cũng được. Cũng được, cũng được. Như vậy không được đâu. Hôm nay á là ngày đầu tiên chị Ngọc đi làm, cứ để tôi mời. Hay quá, cảm ơn chị. Trời, nó vừa làm gì ăn đi. Nè, cà phê đen của ai nè? Đây đây, của tôi, của tôi. Đưa tôi ly cà phê đi. Sao chị Kiều không đem lên vậy? Chị Kiều nói không khỏe nên nhờ tôi đem giùm. Ông chủ Trịnh cũng nói không được tính toán mà. Chắc chị Kiều lại làm biến nữa rồi. Bỏ đi, đâu có gì. Con người của chị á, hay là mấy chuyện tuyệt thòi không à? Tôi bắt trước anh đó. À, không nói với anh nữa, tôi còn phải đem qua lầu 4. Nè, lát nữa tan ca tôi đợi chị nha. Cùng đi về. À, chị tìm kỹ chứ gì chị Kiều? Chị thật là quá đáng, ngày đầu tiên đi làm đã dám làm chuyện đó, tay chân không có sạch sẽ gì hết. Vậy rồi kìa. Chuyện gì vậy? Trả lại cho tôi. Trả cái gì? Nhẫn hột xoàn của tôi đó. Nhẫn hột xoàn nào chứ? Tôi đi giao thức ăn mà. Đó nè, chị còn dám chối. Rõ ràng tôi bỏ chiếc nhẫn vào đây mà. Chị làm cái gì vậy? Không nói tiếng nào thì xách bắp tiền lẻ đi giao thức ăn. Chị đem chiếc nhẫn của tôi đi đâu vậy? Tôi không có. Vừa rồi tôi đi giao thức ăn, ông chủ Trịnh kêu tôi đem bắp tiền lẻ đi thối cho người ta. Tôi không thấy chiếc nhẫn ngọc xoàn nào trong đó. Có khi nào lúc chị thối tiền làm rớt mà chị không biết hay không? Tôi chết rồi, hồi nãy tôi thối tiền cho nhiều người, không lẽ tôi làm rớt? Tôi không cần biết. Chiếc nhẫn là chị mang đi, tóm lại chị không tìm lại cho tôi sẽ tính với chị đó. Thì quá đáng mà. Vì cậu đã qua giúp tôi. Cảm ơn. Chị Ngọc. Hả? Gì vậy? À không, cũng tại tôi vụng về. Chị Kiều cất chiếc nhẫn hột xoàn trong bóp tiền lẻ. Vừa rồi khi tôi đi giao thức ăn, thối tiền cho người ta, không biết có làm rớt không. Bây giờ tôi đi tìm chiếc nhẫn lại cho chị. Thật ra trong chuyện này lỗi tại chị Kiều đó. Thứ nhất, chị không nên để chiếc nhẫn lung tung như vậy. Với lại, chị bắt chị đi giao thức ăn là không đúng rồi. Bây giờ còn bắt chị đi tìm chiếc nhẫn cho chị nữa. Là lỗi của ai cũng được.
Quan trọng là phải tìm lại chiếc nhẫn. Nè, chị không biết chính xác làm rớt ở đâu, làm sao mà tìm được chứ? Không phải, tôi đi dọc theo hướng vừa rồi tôi đi giao thức ăn để tìm. Nếu thực sự tôi làm rớt ở đây thì nhất định sẽ tìm được ở đây. Ha, chị cũng có đầu óc trinh thám dữ ha. Vậy cảnh sát chính hiệu như tôi không giúp chị là không được. Trời, ở đó lục rác kìa. Quả Tân à, hình như không hay cho lắm. Tìm manh mối thì cái gì cũng phải lục. Có thật là chị nhớ chị bỏ về đây không? Phải đó, sau khi đem thức ăn đến khoa tình báo xong rồi lấy khăn giấy từ trong túi ra lau tay, sau đó bỏ vào đây. Vậy thì mau tìm đi. Ờ. À, nơi đầu tiên chị giao đồ ăn đến là khoa tình báo, sau đó bỏ tờ giấy vào trong thùng rác. Tiếp theo chị giao đồ ăn đến đội của chúng tôi, xong rồi thì chị giao đến phòng vật chứng ở lầu 4. Cuối cùng thì đi đến chỗ này. Đi đến chỗ này, ở đây thì... Nè, ở đây hết đường rồi. À, trước khi về căng tin, chị đi đâu nữa? Không có ai. Không có hả? Ừ. Phòng nào? Phòng này nha. À. Trước khi đi vệ sinh thì tôi làm rớt bắp tiền lẻ. Tiền lẻ bị rớt ra hết, nhưng mà tôi tìm kỹ rồi, chỉ lượm lại tiền lẻ thôi à. Vậy tức là chỗ này là chỗ khả nghi nhất. Thôi bỏ đi, đừng tìm nữa. Sao lại không tìm? Chị có biết hàng ngày có bao nhiêu người rớt điện thoại xuống đây không? Huống chi là chiếc nhẫn. Tôi có thể ở trong này để tìm coi sao. Anh đừng tìm nữa, đã lâu như vậy chắc đã dội mất rồi. Tìm thử coi sao. Chị Ngọc. Ờ? Hả? Sếp quả, sao sếp lại ở đây? Thật là ngại quá, làm phiền anh tìm giùm tôi còn bị dơ tay nữa. Rồi, người trong nhà đừng khách sáo quá, quan trọng là giúp được chị chứ. Nè, chiếc nhẫn của tôi đâu? Xin lỗi nha chị Kiều, tôi không tìm được chiếc nhẫn. Xin lỗi hả? Còn chiếc nhẫn của tôi thì sao? À, nè, sếp quả, người là do sếp giới thiệu vào làm, bây giờ chỉ là mất chiếc nhẫn của tôi, sếp nói tính sau đây. Chị Kiều à, không liên quan đến sếp quả đâu, cùng lắm tôi đền lại chiếc nhẫn cho chị. Nè, chị Kiều, trong chuyện này chị cũng có trách nhiệm mà. Tại sao chị đẩy trách nhiệm lung tung như vậy? Chị còn sai chị Ngọc để giao đồ ăn cho chị nữa. Vậy tức là sao hả? Hai người cùng chống đối tôi phải không? Sếp quả, sếp đừng nghĩ sếp là cảnh sát thì tôi sợ sếp. Ở đây ai cũng là cảnh sát. Tóm lại, chị không đền chiếc nhẫn lại cho tôi sẽ không bỏ qua đâu. Trời, chị Kiều, có chuyện gì nóng nảy vậy? Ý ông chủ, ông dạy thật đúng lúc. Người thu ngân mà ông thuê đã làm mất chiếc nhẫn của tôi, lại không chịu trách nhiệm gì hết. Đó, còn kêu sếp quả đến bên giật chị nữa. Nè, tôi lấy nhân cách ra để bảo đảm chị Ngọc sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Được, tôi biết chuyện gì rồi. Chiếc nhẫn của chị ở đây nè, la làng lên đi. Đúng rồi, chiếc nhẫn của tôi rồi. Đúng rồi đó. Sao ở chỗ của ông vậy ông chủ? Còn hỏi nữa, vừa rồi chị bỏ chiếc nhẫn trong bắp tiền lẻ, tôi sợ làm mất, tốt bụng tôi giữ giùm cho chị thôi. Tất cả có tại chị. Nếu chị không sai người ta đi giao thức ăn cho chị thì đâu có xảy ra chuyện này. À, xin lỗi, quan trọng là tìm được chiếc nhẫn, chỉ là hiểu lầm thôi, bỏ đi. Không bỏ qua được. Nghe sếp quả, tôi đã nói xin lỗi rồi, lẽ nào sếp lại nhỏ mọn như vậy? Đâu có liên quan tới chị. Tôi muốn nói đã xác định là chị Ngọc trong sạch rồi, lại là ngày đầu tiên chị đi làm, xứng đáng để ăn mừng. Hôm nay tôi đãi cho. Ăn cơm hả? Trà sữa thôi. Nhìn mặt sếp kìa, còn vui mừng hơn chị nữa. Bé Bân, sao con ngồi coi tivi? Con là bài Anh Văn chưa? Tụi con đang coi đài tiếng Anh, tức là đang ôm Anh Văn đó. Hờ, sao con binh vực nó? Ý, quả Tân, sao anh lại cầm chai rượu thuốc vậy? Hôm nay làm việc bị trật tay? Không phải, cho chị đó. Da của chị hay bị đau mà. Lúc tôi không có ở nhà, chị tự lấy ra thoa sẽ đỡ dịu đó. Cảm ơn. Sao vậy? Còn đau hả? À, chút đỉnh. Đâu để tôi coi. Chà, bờ da cứng hết rồi nè. Tư thế ngồi của chị nhất định là có vấn đề. Lúc chị ở căng tin thu tiền, nhớ là phải ngồi thẳng lưng một chút nghe chưa? Đừng ngồi nghiêng quông quên. Cha, ông bạn già, làm gì giống như bể gãy tay của má, giống biểu diễn tập kỹ quá vậy? Không chỉ biểu diễn tập kỹ, cái này ở Thiếu Lâm tự người ta gọi là dịch cân kinh. Sau khi xoa bóp một hồi, lộn mấy dòng cũng được đó. Thật hả? Em đừng có tin ba chị. Sao là không tin ba? À phải, sáng nay con nói là bị trẹo cổ. Để làm xong cho chị Ngọc, bà sẽ giúp cho con luôn. Phải đó, để ba con làm thử đi. Thật sự ba con rất khéo tay. Thôi, con sợ nhột lắm. Sợ nhột thì càng tốt.
Loại công phu thiết lập tự của bà là chuyên trị nhột đó. Bằng nhỏ, bắt nó lại. Chạy hả, chạy hả. Nè, chạy đi đâu? Nè, chơi đi, chơi, coi chừng bị té. Làm không nổi thì nhờ bạn già giúp đi. Giọng điệu của con giống như là coi người ta là người làm vậy. Không phải, tại con biết nếu nhờ ông bạn già giúp chắc chắn sẽ giúp mà. Quả thật là chú ấy rất tốt. Sao hả, tiết mỹ thuật hôm nay con đã dễ gì? Con dễ gì gia đình của con? Ủa, gia đình của mình đông vậy sao? Dạ, con còn nói với cô giáo là cả nhà con đều không có cùng họ. Người này là ông bạn già, còn người này là chị Gia Gia. Tại sao lại dễ ông bạn già đứng ở giữa vậy? Con cảm thấy chú ấy quan trọng nên dễ chú ấy đứng ở giữa. Có chú ấy cả nhà chúng ta đều rất vui vẻ. Có người đá banh làm thủ công với con nè, lại có người giúp con nữa. Tay má đau thì chú ấy soi dầu cho má. Còn nữa, tóm lại con thấy chú ấy là người rất quan trọng. Tại sao con dễ miệng của má rộng quá vậy? Con đâu có dễ miệng của má rộng, con dễ má đang cười đó. Má đang cười sao? Dạ phải, con thấy gần đây má luôn tươi cười. Hình như má vui vẻ hơn trước đây. Lúc ba mua rất nhiều đồ cho má, má cũng đâu có cười vui như vậy. Nếu ba cũng giống như ông bạn già thì tốt quá ha. Con cũng nghĩ như vậy hả? Ý chà, có gì mà hai má con vui quá vậy? Nói ra nghe được không? Không, không được. Sao mà đồng thanh dữ vậy? Nè anh bạn nhỏ, qua xếp đồ đi. Đã lớn rồi. Nè thôi lên. Chú đã dạy con rồi, xếp thử coi biết không. À, Tinh Tinh à, là anh đây. Em còn một số đồ bỏ quên ở nhà anh. Nếu rảnh thì em đến nhà anh lấy nghe. Bye bye. Chào. Vào đi. Chà, dọn dẹp sạch sẽ quá. Là anh tự dọn đó. Em ngồi đi. Anh nói em đã bỏ quên một số đồ ở đây mà. À phải. À, chính là cái này. Cảm ơn. Anh biết là em hay xài, anh sợ em không có để xài sẽ cảm thấy không quen. Không còn gì nữa. À phải, gần đây làm việc có bận lắm không? Cũng hơi bận. Vậy tức là vui vẻ rồi. Sao anh lại hỏi gì? À không, dạo trước em nói với anh em qua Singapore công tác. Ở Singapore quả thật rất là đẹp. Em nói có đúng không? Em qua đó thật sự chỉ để làm việc, cực nhọc lắm. Anh biết, có người bên cạnh nữa. Làm việc xong ở lại 2 ngày. Nhưng mà thôi đi, không phải anh muốn can thiệp điều gì. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, em đừng có dễ tin người. Có những người không có tốt như bề ngoài của họ đâu. Em biết anh đang nghĩ gì. Anh muốn hỏi lúc tụi em ở Singapore có làm chuyện gì không đàng hoàng không chứ gì. Anh Hy rất có phong độ, ảnh là người đàng hoàng mà. Làm sao anh biết ảnh là người đàng hoàng chứ? Người ta chỉ nói vài ba câu thì em tin y như thật vậy. Anh chỉ muốn nhắc nhở em, em đừng có dễ tin người quá. Ảnh không có phức tạp như anh nghĩ. Anh đừng coi người ta là tội phạm khả nghi. Làm sao em biết người ta không có ý gì đặc biệt? Không có. Tóm lại em biết là ảnh không có. Nhất định là không có. Anh đừng suy nghĩ lệch lạc quá có được không? Anh nói cho em biết, anh chỉ muốn nhắc nhở em. Em không chấp nhận cũng không sao. Chứ là anh nói thật, nếu không có gì, tại sao ở lại thêm 2 ngày nữa chứ? Ở bên đó có bão, máy bay không bay được. Cả 2 ngày đều không có chuyến bay. Thật sự là không có. Tin hay không tùy anh. Nếu không có gì em về nha. Sao không đợi người ta mà đến tập một mình vậy? Tôi tưởng là con không đến chứ. Bạn bè hẹn đến mà còn được chỉ dạy miễn phí nữa. Không tới sẽ rất thiệt thòi. Con chấp nhận được hả? Con người đâu có ai thập toàn thập mỹ. Đâu thể vì lý do này mà không làm bạn. Hơn nữa anh là một người tốt. Nếu tôi bị mất một người bạn như anh, tôi sẽ hối hận lắm.
Thiệt á? Cảm ơn cô. Mỗi lần trong lúc tôi cần có người ủng hộ, cô đều xuất hiện. Bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau mà. Một mình chiến đấu là một chuyện rất đau khổ. Hơn nữa anh đã chịu thay đổi, bắt đầu lại cuộc đời mới. Tôi nhất định sẽ giúp anh. Nè, bây giờ anh hãy đem những chuyện không vui trong lòng, giống như trái banh này vậy, đánh nó bay đi mất. Cẩn thận đó, phát banh cũng phải cẩn thận. Lúc nào tôi cũng dụng về hết. Có phóng viên, nếu để họ chụp hình, không biết còn giết bậy bạ gì nữa. Ý, như vậy càng tốt. Để họ chụp hình anh đi chơi với một cô gái còn hơn là họ giết bậy bạ về anh. Cô không sợ người ta đầm tiếu sao? Không sợ, dù gì tôi cũng chưa từng lên trang đầu của tạp chí. Ê, chết rồi, tôi chưa có đánh son. Rủi chụp hình thấy mặt mày xanh xao thì xấu lắm đó.